bệnh nhân COVID-19 bị virus SARS-CoV-2 tấn công như thế nào, làm sao để hạn chế tổn thương phổi. Có thể phải mất đến 15 năm để phục hồi hoàn toàn sau nhiễm SARS-CoV-2, thưa quý vị. Phổi là một cơ quan hô hấp quan trọng của cơ thể. Khi phổi bị tổn thương, các túi khí trở nên tắc nghẽn. Chúng ta không thể hít đủ lượng oxy cần thiết, khiến các cơ quan trong cơ thể bị suy yếu, không thể thực hiện được các chức năng. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể khiến bệnh nhân tử vong. Triệu chứng rõ ràng của bệnh phổi là ho, ho dữ dội, ho liên tục kéo dài, tức ngực, khó thở, vân vân. Cách thức virus SARS-CoV-2 tấn công phổi. Ở giai đoạn đầu của dịch COVID-19, các dữ liệu nghiên cứu đã cho thấy biến chứng nguy hiểm và phổ biến nhất ở bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 là viêm phổi. Theo các dữ liệu, trong số 99 người đầu tiên bị viêm phổi nặng do nhiễm virus SARS-CoV-2, có đến 3/4 là viêm cả hai lá phổi. Khoảng 14% trong số đó có phổi bị tổn hại do hệ miễn dịch gây ra. 11% có suy đa tạng do nhiễm trùng huyết. Và một số khác có nguy cơ biến chứng trong thời gian điều trị tại bệnh viện như bội nhiễm vi khuẩn. SARS-CoV-2 cũng tấn công vào phổi qua 3 giai đoạn giống như SARS. Những ngày đầu nhiễm bệnh, virus tấn công dồn dập tế bào phổi, chủ yếu là vào lớp tế bào bảo vệ, lông mao, sau đó làm bong tróc tế bào bảo vệ này. Khi mất đi lớp tế bào bảo vệ, đường hô hấp sẽ bị chất bẩn, dịch lỏng và các virus tràn ngập. Quá trình viêm xảy ra khi hệ thống miễn dịch tăng cường tấn công các tế bào lành do hiểu nhầm, gây ra các tổn thương cho tim, thận và các cơ quan khác. Bệnh viêm phổi do COVID-19 có xu hướng gây tổn thương cả hai lá phổi. Các túi khí trong phổi chứa đầy chất lỏng, hạn chế khả năng hấp thu oxy, gây khó thở, ho và các triệu chứng khác. Sau giai đoạn 1, nếu hệ miễn dịch của người bệnh đủ khỏe, sẽ phục hồi. Nếu bệnh nhân bước sang giai đoạn 3, các tổn thương phổi nặng sẽ tiếp tục lan rộng, dẫn tới suy hô hấp cấp tính, thở nhanh, khó thở, tím tái. Đối với một số trường hợp, các vấn đề về hô hấp có thể trở nên nghiêm trọng đến mức cần điều trị tại bệnh viện với oxy hoặc thậm chí phải thở máy. Trong trường hợp bệnh nhân có phục hồi, phổi sẽ tổn thương nặng, khó phục hồi. Các bệnh làm tăng nguy cơ tổn thương phổi nặng. Hội chứng suy hô hấp cấp tính ARDS. Khi bệnh viêm phổi do COVID-19 tiến triển, nhiều túi khí chứa đầy chất lỏng rò rỉ từ các mạch máu nhỏ trong phổi. Cuối cùng, khó thở hình thành và có thể dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tính ARDS, một dạng suy phổi. Bệnh nhân ARDS thường không thể tự thở, có thể phải cần đến sự hỗ trợ của máy thở để giúp lưu thông oxy trong cơ thể. Cho dù suy hô hấp cấp tính ARDS xảy ra tại nhà hoặc tại bệnh viện, ARDS có thể gây tử vong. Những người sống sót sau suy hô hấp cấp tính ARDS hồi phục sau COVID-19 có thể bị sẹo phổi lâu dài. Nhiễm trùng huyết. Một biến chứng khác có thể xảy ra trong một số trường hợp nghiêm trọng của COVID-19 là nhiễm trùng huyết. Nhiễm trùng huyết xảy ra khi nhiễm trùng lây lan qua đường máu, gây tổn thương mô ở mọi nơi chúng đi qua. Phó giáo sư Panavit Galia-Santos, Đại học John Hopkins, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và Bệnh phổi cho biết, phổi, tim và các hệ thống khác trong cơ thể hoạt động cùng nhau giống như các nhạc cụ trong một dàn nhạc. Khi bị nhiễm trùng huyết, sự hợp tác giữa các cơ quan không còn nữa. Toàn bộ hệ thống các cơ quan có thể ngừng hoạt động, bao gồm cả tim và phổi. Nhiễm trùng huyết ngay cả khi sống sót có thể để lại cho bệnh nhân những tổn thương lâu dài ở phổi và các cơ quan khác. Bội nhiễm. Phó giáo sư Galia Santos lưu ý rằng, khi một người mắc COVID-19, hệ thống miễn dịch đang làm việc cật lực để chống lại virus. Hệ miễn dịch suy yếu, tạo điều kiện cho các virus và vi khuẩn khác tấn công, gây ra dạng bội nhiễm. Nhiễm trùng nặng hơn có thể dẫn đến tổn thương phổi nặng hơn. Bệnh nhân COVID-19 nặng, phổi có thể phục hồi. Hai nghiên cứu đến từ Đại học Columbia, New York, Viện Broadmead, được đăng tải trên trang columbia.edu ngày 29 tháng 4 năm 2021. Hai nghiên cứu tiến hành phân tích các mẫu mô thiết yếu thu thập từ bệnh nhân COVID-19 tử vong. Phát hiện ra rằng, phổi của những người chết do COVID-19 chứa đầy các tế bào miễn dịch, được gọi là thực bào. Mặc dù các thực bào thường giúp chống lại các loại virus truyền nhiễm, nhưng dường như trong trường hợp này lại tạo ra một chu kỳ viêm nặng
luẩn quẩn làm tổn thương thêm mô phổi. Nghiên cứu cho thấy, sự mở rộng và kích hoạt không kiểm soát của các đại thực bào, bao gồm cả đại thực bào phế nang và các đại thực bào có nguồn gốc từ bạch cầu đơn chân. Chúng hoàn toàn mất cân bằng, cho phép tình trạng viêm bùng phát không kiểm soát. Điều này dẫn đến một vòng luẩn quẩn, gây ra tình trạng viêm nhiều hơn, cuối cùng làm tổn thương mô phổi. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, các đại thực bào tạo ra nồng độ interleukin 1 beta cao, một loại protein viêm được gọi là cytokine. Tình trạng này là một phản ứng miễn dịch nghiêm trọng, trong đó cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch và protein có thể phá hủy các cơ quan khác. Điều này có thể giải thích tại sao những bệnh nhân trẻ tuổi không có bệnh lý nền lại vẫn có thể tử vong khi nhiễm COVID-19. Khi một người vượt qua được cơn bạo bệnh, bình phục sau khi nhiễm trùng đường hô hấp điển hình như cúm, phổi sẽ bình phục. Nhưng ở bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng, cả hai nghiên cứu đều cho thấy quá trình phục hồi không phải lúc nào cũng xảy ra. Đây là lý do tại sao những người sống sót sau COVID-19 nghiêm trọng có thể gặp các biến chứng hô hấp lâu dài. SARS-CoV-2 không chỉ phá hủy các tế bào trong túi khí, được gọi là phế nang, rất cần thiết cho việc trao đổi oxy và carbon dioxide, mà quá trình viêm không được kiểm soát làm suy yếu các tế bào khác còn lại. Trong cả hai nghiên cứu, mô phổi cũng chứa một số lượng lớn tế bào sợi nguyên bào. Số lượng ngày càng tăng của một loại nguyên bào sợi thúc đẩy quá trình sơ hóa phổi được thấy ở bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng. Các phát hiện cũng chỉ ra các protein nguyên bào sợi cụ thể có thể đóng vai trò làm mục tiêu của các loại thuốc tiềm năng. Hy vọng rằng với bộ dữ liệu từ hai nghiên cứu này, cùng với các phân tích và nghiên cứu trong tương lai sẽ cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về các biến chứng lâu dài ở những bệnh nhân phục hồi sau COVID-19. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các liệu pháp đầy hứa hẹn với mục tiêu ngăn ngừa các biến chứng và tử vong trong tương lai do COVID-19. Các chuyên gia nhận định phổi những người bình phục sau nhiễm SARS-CoV-2 có thể trở lại bình thường, khắc phục tình trạng gắng sức sau 6 tháng. Nhưng để phổi bình phục hoàn toàn, có thể phải mất đến 15 năm. Ở những người tổn thương phổi nặng, chức năng phổi giảm đi khoảng 20-30%. Quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh túi khí bị viêm đầy chất dịch lỏng phía bên tay trái và túi khí bị viêm đầy mủ và các dịch khác ở phía bên tay phải. Chúng ta không nhìn thấy virus hay vi khuẩn bằng mắt thường, nhưng phổi đang dần bị tổn thương nghiêm trọng nếu tình trạng này kéo dài. Bệnh nhân COVID-19 có thể giảm nguy cơ tổn thương phổi không? Giáo sư Panagis Galiasantos của Đại học Johns Hopkins, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và Bệnh phổi, đưa ra một vài lời khuyên để bệnh nhân có thể làm giảm khả năng tổn thương phổi nghiêm trọng như: hãy đảm bảo rằng quý vị đang làm mọi cách để giảm thiểu khả năng nhiễm virus SARS-CoV-2. Hãy đảm bảo rằng tình trạng sức khỏe mãn tính của quý vị được kiểm soát tốt, ví dụ như những người đang sống chung với bệnh tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD hoặc bệnh tim khác nên đặc biệt cẩn thận để kiểm soát tình trạng bệnh. Theo dõi và dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ. Dinh dưỡng đầy đủ hợp lý, uống đủ nước cũng có thể giúp bệnh nhân tránh được những biến chứng của COVID-19. Vận động, tập luyện có chủ định, tập các bài tăng lưu thông khí, tăng công suất phổi, không chỉ tốt cho phổi, tim mạch mà còn các cơ quan khác giúp cơ thể mau phục hồi. Thực hiện các bài tập phục hồi chức năng để duy trì lượng máu thích hợp đến phổi, màng nhầy khỏe mạnh trong hệ hô hấp có thể giúp chúng chống lại nhiễm trùng, tổn thương mô tốt hơn. Quý vị có thể theo dõi và thực hành bài tập thở theo video bài tập thở phục hồi chức năng phổi, tăng công suất phổi, giảm ư khí cho bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Chúng tôi để đường link bên dưới. Một số thông tin khác mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp quý vị giảm bớt lo lắng, đó là y học hiện nay hoàn toàn có thể đo được chức năng hô hấp. Đây là biện pháp sử dụng máy đo các dòng khí, khí hít vào và thở ra, từ đó tính toán được nhiều chỉ số chức năng phổi quan trọng. Hơn nữa, đây còn là kỹ thuật thường dùng để chẩn đoán, theo dõi và đánh giá mức độ nặng nhẹ của các bệnh lý đường hô hấp. Kỹ thuật giúp ghi lại những thông số liên quan đến hoạt động của phổi.
từ đó giúp đánh giá hai hội chứng rối loạn thông khí, tắc nghẽn và hạn chế. Ý nghĩa của chỉ số đo chức năng thông khí cho ta biết chính xác về lượng thông khí lưu thông trong phế quản và phổi, đồng thời cho phép đánh giá mức độ tắc nghẽn phế quản và mức độ trầm trọng của giãn phế nang. Có được những thông số này, bác sĩ có thể đánh giá được mức độ phục hồi của chức năng hô hấp rồi. Quý vị đừng lo lắng nữa nhé. Chúng tôi cũng chỉ xin lưu ý quý vị thêm những chống chỉ định để đo chức năng hô hấp đối với những người bị nhiễm trùng đường hô hấp, ho ra máu không rõ nguyên nhân, phình động mạch chủ, chủ bụng, vừa mới qua đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, hen dưới 6 tuần, tim mạch không ổn định, nhồi máu cơ tim, phẫu thuật mắt, bụng, ngực dưới 6 tháng, đau ngực không rõ chẩn đoán, đau thắt không ổn định trong 24 giờ, lao phổi tiến triển, triệu chứng bệnh cấp tính, nôn, tiêu chảy, người rối loạn thần kinh tâm thần, bệnh nhân không hợp tác. Tóm lại, quý vị nên theo sự chỉ định của bác sĩ để thực hiện chức năng này. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có thể yên tâm vì đã có các biện pháp để kiểm tra mức độ phục hồi chức năng hô hấp, chức năng phổi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi vì sức khỏe.